2021 ạ. Máy có các phụ kiện đó là một bình chứa, phần quay ép, phần thân máy, hai ca là ca đựng bã và ca đựng nước. Cái này là chổi vệ sinh, dây cắm điện và một cái nồi rau củ ạ. Sau đây em sẽ hướng dẫn mình cách lắp đặt máy ạ. Đầu tiên là mình tháo máy. Hiện tại thì máy đang ở chế độ đóng rồi ạ. Mình xoay về phía này cho nó trùng với nút mở khóa là được ạ. Phần này là trục ép của máy. Điểm cải tiến của H300 so với các mẫu mã cũ đó là các lưới động lực tích hợp lại là một. Khi lắp thì mình để vừa như thế này lắp xuống ạ. Mình bỏ vào mình ấn nhẹ xuống một chút cho sao phần này bằng với nhau là được. Khi lắp lại phần thân bình thì mình để ở nút mở khóa, quay về nút đóng khóa. Phần hai trục này thẳng với nhau là được. Mình để lên phần thân máy đây. Bây giờ em chấp nhận nhé. Sử dụng điện là 220V. Khi mình cắm nguồn vào thì máy sẽ có nút sáng, phần người sẽ có nút sáng ở đây. Mình bấm nó hoạt động. Máy vận hành rất là êm ái. Mình định bã thì nhấn nút này xuống. Như thế này đi ha. Mình bỏ hoa quả vào đây. Khi vệ sinh máy thì ở đây máy có phần chắn bã. Mình bỏ nút này ra. Mình tháo miếng cao su này ra mình vệ sinh. Mình vệ sinh phần trong đây là phần này ạ. Thì H300 thì nhà sản xuất đã thiết kế là cái gioăng cao su nó được nối liền với máy nên là sẽ tiện hơn là rất là nhiều tránh được trường hợp mình làm rơi hoặc là mất gioăng như là các mã cũ ạ. Cách sử dụng máy thì đơn giản vậy thôi ạ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới sản phẩm của Bếp Đèn Pha ạ.